Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì anh Tùng sẽ tiếp tục cưa ba cây dừa ở Thiên Hộ của Cái Bè Tiền Giang. Bây giờ anh Tùng sẽ leo lên nha các bạn. Anh leo rất là nhanh luôn. Cái dừa này thì cao khoảng 9 đến 10 mét các bạn, tầm khoảng 10 mét. Phía dưới cái dừa này là rất nhiều những cái gốc mai có giá trị. Những cái gốc này còn nhỏ cho nên là úp cái xô và cái ghế lại cho một lát nữa anh ném cái tàu xuống, nó không có bị trúng mấy cái tược non nha các bạn. Những cái gốc mai này là đã ra những cái tược non rồi, rất là dễ gãy, cho nên là hay cưa như thế nào không ảnh hưởng tới mấy gốc mai này. Những cái gốc mai thì chằng chịt ở dưới này cho nên không có cưa hạ nguyên cây được nha các bạn. Ở đây thì có ba cây dừa và cái không gian ở phía trong gốc dừa thì không có trống rồi. Một lát này anh sẽ luyện mấy cái tàu dừa ra cái không gian ngoài này nè các bạn. Anh sẽ cưa từng cái tàu anh phóng ra ngoài này nè, làm sao mà không có vướng mấy nhánh mai. Những cái tàu dừa thì anh Tùng anh chỉ nhá chứ không có cưa đứt nha các bạn. Một lát nữa là anh sẽ để cái máy cưa xuống và sẽ nắm mấy cái tàu các bạn, luyện ra phía ngoài khu vực đất trống hồi nãy mà mình có nói. Những cái tàu anh chỉ cưa nhá cái thôi chứ không có cưa đứt luôn. Đây các bạn thấy ở dưới là những cái gốc mai. Gốc mai tròn tròn ở phía dưới các bạn. Đó các bạn thấy không, ảnh phóng cái tàu dừa ra ngoài cái khoảng trống á. Đó, anh phải phóng từng tàu ra như vậy. Đó là cái đọt đó các bạn. Đây mình sẽ bay một vòng tròn cho các bạn xem. Chủ nhà họ trồng những cái gốc mai á xen kẽ với nhau luôn, cho nên không có một cái khoảng nào để mà mình cưa hạ nguyên cây được. Phía bên tay trái các bạn thấy đó là cũng rất là nhiều những cái chậu kiển. Nếu mà đốn nguyên cây thì nó sẽ ngã ra ngoài cái phía bên chậu kiển các bạn. Còn phía sau lưng anh Tùng là cái hàng rào, một cái bờ vách tường. Rồi ảnh mới luyện cái phần củ hủ dừa xuống các bạn. Rồi, những cái tàu này thì ảnh cũng chỉ cưa nhá thôi, không có cưa đứt. Bên kia là một cái nhà máy, mình nghĩ là chắc là xây xát gạo các bạn.
có một chiếc ghe đang ở dưới. Ở đây thì trồng rất là nhiều dừa luôn, rất là nhiều dừa. Phía một cái khu vườn ở phía sau đó là vườn mít nha các bạn. Đây là cầu Thiên Hộ mới nha các bạn. Anh Tùng anh đang buộc mấy cái quài dừa lại nha các bạn. Cái tàu dừa là bắt buộc phải thả xuống, thì dĩ nhiên là cái quài dừa cũng bắt buộc phải buộc dây thòng xuống, không thể nào mà cưa thẳng xuống luôn được. Giờ này thì trời rất là nóng bức và đứng gió rất là nóng nực nha các bạn. Buộc dây vào một cái buồng dừa cũng khá là khó khăn, nếu mà cái buồng dừa đó trái nó sai á các bạn, nó chằng chịt với nhau, nó không có cái khe để mình luồn cái dây vô thì buộc rất là khó. Cái chỗ mà anh bỏ cái đọt xuống là ở giữa ba gốc mai nha các bạn. Oh.
sự chắc này là rất là thấm mệt luôn các bạn. Anh Tùng đợi anh ăn dưới dẹp mấy cái đoạn thân để cưa nó không bị trúng cái đoạn thân, nó tưng lên cái gốc mai các bạn. Rất là già luôn á. Giờ anh sẽ xẻ cái phần cổ hủ ra. Quá hay, vừa quá mệt luôn, quá mệt luôn anh. Wow. Thầy vừa cắt ngồi cắt quỳ cắt luôn. Thầy ơi, nước thầy ơi, nằm cắt ngồi cắt quỳ cắt luôn mà. Đây. Thưa quý các bạn, thì đây là anh chủ nhà và cũng là một thợ cưa nha. Anh thấy anh thợ cưa này sao? Anh là cũng là một thợ cưa đúng không? Thợ cưa thì đúng ra thấy anh Tùng, thầy Tùng cưa quá hay, siêu sao. Như cái dụng này là không ai cưa được như anh. Quá trời anh cũng sức mạnh. Bạn rất là khéo mà hàng mai không hư gì hết. À, đặc biệt là cái hàng mai của mình vậy mà anh cắt là không hư cây nào luôn. Không hư cây nào luôn. Đúng là quá xuất sắc. Quá giỏi. Thưởng chịu view không? Chịu view luôn đi. Đúng là chưa từng thấy bao giờ. Dạ. Thấy lần này đó là đáng nể. Anh thật quá trời giỏi. Rồi tạm biệt mọi người nha.